Hello, xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con game Soái Ca Tam Quốc. Thì con game này nó đang được xử lý rồi. Sau khi anh em tải về thì nó update mất khoảng 40 MB. Thì anh em sẽ bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành vào game nhé. Xem con game này sẽ phi cho anh em những cái gì. Bắt đầu tiến hành đăng ký luôn anh em. Rồi mình sau khi mình đăng ký thì mình sẽ kiểm tra thông báo của game này. Thỏi không giới hạn anh em. Rồi mình sẽ chọn máy chủ. Đấy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào game. Rồi sau đây mình sẽ chọn nhân vật game nha. Game nó Việt hóa cho anh em hết rồi, anh em chỉ việc vào chơi thôi. Soái Ca Tam Quốc luôn anh em, Soái Ca Tam Quốc lậu. Xem phiên bản lậu này nó sẽ phi cho anh em cái gì nào. Rồi mới đầu vào thì nó giới thiệu cái trận đánh rất là mãn nhãn luôn anh em này, đánh theo lượt luôn. Không ích lên được à? Rồi mình sẽ ra trường Thất Tinh Quán Nhật. Wow, đẹp đấy. Rồi mình được cái bảo vật gì nè? À không phải bảo vật, nó như kiểu nó hút sức mạnh ấy. Trời ơi, game rất là thú vị luôn. Rồi mình cho đi đánh luôn nha. Chiến nào. Rất là đông người chơi đấy anh em. Mình thấy game này cũng khá là hay đấy. Hy vọng rằng anh em sẽ thích nó. Rồi trường rất là đẹp luôn. Rồi mình phải chơi qua hết cái phần giới thiệu này thì mới có thể là nhận được kim nguyên bảo cho anh em. Đây rồi, có kim nguyên bảo rồi anh em. 2 tỷ luôn. 2 tỷ kim nguyên bảo luôn nhá. Vừa mình nhìn thấy xong luôn. Lên cấp rồi anh em ơi, lên cấp rồi. Rồi, anh em thấy hay thì nhớ là cho mình xin một nút sub nhá. Một sub của anh em cộng với lại anh em nhấn vào cái hình quả chuông thông báo để nhận những các con game mới nhất anh em nhé. Rồi mình lên cấp rất là khủng khiếp đây, 2 tỷ luôn anh em. Con số thì anh em có thể nhìn đây đây, nó 2 tỷ luôn. Rồi sau khi mình có 2 tỷ rồi, mình vào trong shop này và mình sẽ xem có cái gì để mua được anh em. Đây mình cứ mua thoải mái đi mà chơi chứ anh em. Rồi mua thoải mái mà chơi nhá anh em, chả biết nó là cái gì luôn, cứ mua đi. Khi mà dương tiền thì nhiều anh em, tiền thì nhiều, đồ thì rẻ, tội gì mà không mua sắm nhỉ. Đây anh em nhìn đi, cái số kim nguyên bảo của mình nó mới hết có một tí thôi anh em ơi. Hay tên bài này, ngọc như ý này, mua cái này thì chắc là mua mãi đi. Rồi quà VIP mình mua gói VIP xong rồi đi, cần VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP xem được. Đến VIP 13 anh ạ, đến VIP 13 luôn. Thì hiện tại thì mình chưa nhìn thấy mình có VIP ở đâu, mình thử vào mình kiểm tra thư. Rồi thư chưa có gì anh em ạ. Hoạt động xem nào, hoạt động có những cái gì. Đăng nhập, xác nhận đăng nhập luôn, nhận quà lên cấp, nhận quà lên cấp. Rồi mình nhận quà online nha. Đó, xác nhận luôn. Kỳ sách này. Rồi cái này thì trận hình của mình xem nào. Phó tướng bày trận.
buộc lòng mình phải lên cấp anh em. Nhiệm vụ xem nào. Nhận luôn. Wow, tuyệt vời anh em. Game tuyệt vời luôn. 2 tỷ kim nguyên bảo free cho anh em. Phê luôn. À, mình xem nhiệm vụ, à mình xem phi 7 ngày có gì. Ờ, có Lữ Bố này, con Sách này, Triệu Vân này, có cả Trương Liêu, rất là nhiều tướng. Đây thì mình mới nhận được cái này thôi. 7 ngày đăng nhập nhận tướng cấp 5 anh em. À 7 ngày đăng nhập thì mình mới được cơ anh em. Bình thường ra thì anh em phải đợi đến 7 ngày nhá. Rồi mình vào shop mình kiểm tra thêm, mua thêm tí đồ nữa. Rồi mình vào túi đồ và mình sẽ dùng những các cái thứ vừa mới mua đây. Ngân bảo dương. Dùng cái này được. Hay đấy. Rồi mình vào trong shop mình mua thêm nào. À mình mua ở bên trong VIP này nhá. Ơ mua được luôn anh em, xịn chưa? Mua được luôn này. Rồi mình thử gói qua VIP 13 xem có mua được không. Đủ VIP 12, không đủ 10, không đủ rồi. Được luôn anh em. Wow, có thần chân cơ này, thần Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Thượng Hương luôn. Xịn chưa. Thái Văn Cơ luôn, xác nhận luôn đó. Quá là hay đấy chứ anh em. Vừa mình mua ở mức VIP 10 đúng không? Vô. Mua hết đi. Tiền thì nhiều này anh em. Mua đến bao giờ cho nó hết này. Rồi cố gắng mua hết ạ. Đó rất là xịn luôn. Hết rồi. Mình phải chắc là mình phải donate thì mình mới có thể mà mua thêm được. Mình vào trong cái túi đồ này nhá. Đây đồ của mình có rất là nhiều nha. Cái này thì mình phải cần chìa khóa rồi. Dùng được thể lực này. Đó. Bây giờ mình sẽ đi chi chiến nhá. Rồi mình đánh luôn. Mình đánh nào. Lên cấp 12 rồi anh em, lên cấp 13 này. Ủa. Trời ơi. Ơ lên cho mình ra nhiều cấp ghê luôn anh em ạ. À. Lên nhiều ghê luôn. Rồi hy vọng là game này sẽ lâu dài để cho anh em có thể là cái quốc lên. Ô sao nó cứ tăng cấp suốt anh em ạ. Đồng ý luôn. Rồi mình được mở rất là nhiều các cái tính năng mới này anh em này. Tráng tướng, quân đoàn, bạch hổ động, tài luyện, tranh tài. Rồi mình tiếp tục mình vào trong cái mục trận hình hiện tại của mình xem mình có tướng gì nào. Đây rồi, mình sẽ cho Tôn Thượng Hương ra trận nhá. Và mình sẽ bày trận luôn anh em. Mình không bày được trận nhỉ. Mình không có đồ này. Đây VIP của mình đây, mình nhận đi VIP đi. VIP 11 thì anh em nó ghi là nạp xu. Nhận nào. Mình thử kiểm tra hạng nhá. Hạng chiến lược 330 triệu, 30 triệu lực chiến anh em.
rất là đông đấy, rất là đông ấy. Mình xuống tận dưới cùng xem nào. Được, 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 được. Ok, rất là hay luôn anh em. Rồi mình tiếp tục mình đi mình chinh chiến tiếp nha. Anh em nhớ thấy hay thì nhớ cho mình xin một nút đăng ký kênh nhé, cộng với lại bấm vào hình quả chuông để nhận những thông báo game mới nhất, và nó cũng là cái nguồn động lực để cho mình tiếp tục chia sẻ cho anh em thật là nhiều những các cái con game hay và hấp dẫn hơn nữa anh em. Rồi từ cái tập này trở đi là mình sẽ không lên được cấp như vừa nãy rồi, và mình sẽ phải đi chơi chinh chiến và mình sẽ tìm hiểu sâu về game này thôi. Mình xem nào. Rồi. Đánh ngọn. Mình chưa bỏ qua được anh em ạ. Có một con tướng ra trận thôi, mình cũng chưa biết là tướng của mình sẽ ra trận như thế nào. Ok, nên cấp không nên cấp được rồi anh em ơi. Rồi bây giờ mình quay lại nhá, mình quay lại. Đây nó có cả trình chiến tiếng Anh luôn. Và mình xem cái loại cái thằng hạng 1 này, và mình sẽ coi trận hình của hạng 1 này xem nó ra làm sao nhá. Đây có chủ tướng của nó đây. Rồi. Tiếp theo thì có ai đây? Triệu Vân anh em ạ. Có tướng Triệu Vân. Tiếp theo là có Chư Cát Lượng, sao lại tên Chư Cát Lượng nhỉ? Gia Cát Lượng mới đúng chứ nhỉ? Quan Vũ anh em, có cả Quan Vũ này. Lưu Bị. Hoàng Nguyệt Anh anh em. Phó tướng. Trời ơi, phó tướng có Trương Phi này. Đấy, thế rồi là có Hoàng Trung. Trận hình rất là cơ bản, pháp chính này. Quan Tắc, Phương Duy, Bàng Thống, Mã Tắc, Mã Siêu, hàng cấp này. Đây mình cũng chưa biết build cái trận hình của mình như nào. À đây, mình có thể là cho võ tướng của mình ra trận ở đây anh em. Thì cho Hoàng Nguyệt Anh ra trận này, được này. Mình cho tiếp một tướng nữa này. Thái Văn Cơ này. Và Trần Cơ đều ra trận luôn. Còn tướng chính của mình thì mình chưa cho ra trận được rồi. Đây là tướng của mình đây. Giờ mình đi mình tấn công nhá. Game Việt hóa chơi rất là dễ chơi. Tiếng Anh không được, mình phải vượt ải tiếp theo. Rồi còn một số chưa được Việt hóa anh em. Ok, như vậy thì cái buổi review của mình game cũng xin kết thúc tại đây. Và anh em nếu thấy hay thì cho mình xin một like. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở trong các cái con game lần sau. Và chúc anh em chơi game thật là vui vẻ. Tạm biệt anh em, bye bye.